Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2022, nhằm ngày 24 tháng 6 năm Nhâm Dần tại Việt Nam. Và chương trình Việt Live buổi sáng ngày hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Tại Úc, nhập viện vì cúm tàu tăng vọt. Chính phủ yêu cầu dân làm việc tại gia. Đường ống dẫn khí Nord Stream 1 của Nga vào châu Âu hoạt động trở lại. Khởi tố 8 lãnh đạo, cán bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình. Nhiều cán bộ về hưu ở Tiền Giang ôm luôn nhà công vụ và một số tin đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng, những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện Việt, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày cùng với Thanh Tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phần tin liên quan đến cúm tàu. Số nhập viện vì Covid tại Úc vào ngày 20 tháng 7 gần mức kỷ lục. Nhà chức trách kêu gọi các doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại gia và khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang, chích mũi tăng cường khẩn cấp trong bối cảnh một đợt bùng phát lớn. Úc đang bị làn sóng Omicron thứ ba hoành hành, được thúc đẩy bởi các biến thể phụ có khả năng truyền nhiễm cao BA4 và BA5 với hơn 300.000 ca được ghi nhận trong 7 ngày qua. Nhà cầm quyền nói con số thực tế có thể gấp đôi. Ghi nhận trong ngày 20 tháng 7, gần 54.000 người nhiễm là số ca nhiễm hàng ngày cao nhất trong 2 tháng. Thủ tướng Anthony Albanese kêu gọi các doanh nghiệp và nhân viên phải cùng nhau sắp xếp thời biểu làm việc tại gia, trong lúc các công đoàn kêu gọi người sử dụng lao động làm nhiều hơn cho nhân viên của họ. Khoảng 5.350 người Úc hiện đang nằm viện vì cúm tàu, không xa so với kỷ lục 5.390 người được ghi nhận vào tháng Giêng trong đợt bùng phát BA1, dữ liệu chính thức cho thấy. Cho đến nay, 95% người dân Úc trên 16 tuổi đã tiêm 2 liều, giúp giữ cho tổng số ca nhiễm cúm tàu tại Úc dưới 9 triệu và số tử vong là 10.884, thấp hơn nhiều quốc gia. Thưa quý vị, có khoảng 71% đã nhận được 3 mũi vaccine trở lên. Tiếp theo là tin quốc tế, đường ống dẫn khí Nord Stream 1 của Nga vào châu Âu hoạt động trở lại. Từ 4 giờ sáng nay ngày 21 giờ quốc tế, khí đốt khai thác từ vùng Siberia lại được chuyển tới châu Âu qua đường Nord Stream 1, Bắc Hải Lưu 1 đến tận Lumin, miền Bắc nước Đức, trước khi được cung cấp cho toàn khối 27 nước trong Liên Âu. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trước mắt chưa có thêm thông tin về lượng khí đốt Nga xuất khẩu vào châu Âu qua ngã này. Lãnh đạo tập đoàn Đức Gaskey Klaus Müller cho biết trong trường hợp tối ưu, khả năng cung cấp của Gazprom cho phương Tây qua đường ống Nord Stream 1 sẽ chỉ tương đương với 30% so với công suất bình thường, thay vì 40% như trước khi Nga quyết định tạm khóa đường ống này vì lý do kỹ thuật. Sửa chữa tuabin nén khí của Gazprom, Nord Stream 1 bảo đảm khoảng 1/3 nhu cầu tiêu thụ về khí đốt của châu Âu. Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã nêu lên khả năng sẽ còn cắt giảm thêm nửa khối lượng khí đốt xuất khẩu sang châu Âu qua ngã Bắc Hải Lưu 1. Tại Moscow, trả lời báo chí sáng nay, phát ngôn viên phụ Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, khẳng định Nga là đối tác quan trọng và không thể thiếu của Liên hiệp châu Âu về năng lượng. Tất cả những khó khăn của khối này về năng lượng xuất phát từ việc phương Tây muốn trừng phạt Nga. Tiếp theo là tin người Việt tại hải ngoại, nhạc sĩ Nam Lộc vừa được cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ USCIS phong làm đại sứ quốc tịch nhằm kết nối sâu rộng với cộng đồng trong nỗ lực khuyến khích thêm nhiều người di dân nhập tịch. Điều mà ông nói với VOA là tiếp tục những đóng góp nhỏ bé của mình sau hơn 40 năm hỗ trợ người di cư, người tị nạn về vấn đề di trú. Vào ngày 12 tháng 7, lần đầu tiên, USCIS trao chức danh này cho 8 người Mỹ từng là di dân hoặc công dân Mỹ có thâm niên phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực di trú. Đây là một sáng kiến của USCIS nhằm giúp thu hút cộng đồng địa phương trong công việc thúc đẩy giáo dục công dân và quyền công dân Hoa Kỳ. Theo đó, sẽ kết nối các cá nhân và địa phương với hơn 901 triệu thường trú nhân hợp pháp có thể nộp đơn xin nhập tịch và những người không thể tiếp cận hoặc không rành thủ tục nhập tịch. Những đại sứ này sẽ giúp làm sáng tỏ quy trình nhập tịch và chia sẻ tác động thay đổi cuộc sống của việc nhập quốc tịch Hoa Kỳ, USCIS cho biết trong một thông cáo. Thưa quý vị, ông Nam Lộc tên đầy đủ là Nguyễn Nam Lộc, 78 tuổi. Ngoài vai trò là một nhạc sĩ, ông còn là một tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại như một nhà hoạt động xã hội. Từng là MC của trung tâm ISA, từng là giám đốc của cơ quan từ thiện công giáo Hoa Kỳ, USCC Los Angeles. Nhạc phẩm của ông Nguyễn Nam Lộc phản ánh trải nghiệm tị nạn của chính ông. Kể từ khi tái định cư ở Los Angeles, ông đã tham gia rất nhiều vào việc tái định cư những người tị nạn từ Đông Nam Á, Đông Âu, Trung Mỹ và Trung Đông.
ông sẽ tiếp tục phục vụ cộng đồng nhập cư với tư cách là đại sứ quốc tịch của USCIS, cơ quan di trú Hoa Kỳ, viết trên Twitter vào ngày 14 tháng 7. Nhắc đến nhạc sĩ Nam Lộc, nhiều người liên tưởng ngay tới Người Di Tản Buồn, Sài Gòn Ơi, Vĩnh Biệt. Hai trong số những ca khúc diễn tả được tâm trạng của những người Việt tị nạn đã bỏ nước ra đi sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Ông Nam Lộc là người gốc Việt đầu tiên được cử làm đại sứ quốc tịch của USCIS. Những người còn lại phần lớn là những dân dân, trong đó có người đến từ Cộng hòa Dominica, Haiti, Somalia, Brazil. Tiếp tục là tin trong nước liên quan đến chính trị. Tám lãnh đạo và cán bộ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước Bộ Tài chính vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vào ngày 21 tháng 7, theo nguồn tin riêng của báo Người Lao động, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của 8 đối tượng là lãnh đạo, cán bộ của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình và một số chi cục trực thuộc để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại tổn thất cho ngân sách nhà nước. Cùng chiều ngày 21 tháng 7 vào khoảng 12 giờ 40 phút, tại trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình số 73 đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, xuất hiện hai xe hơi 7 chỗ mang biển kiểm soát màu xanh. Đến khoảng 13 giờ 20 phút, hai chiếc xe này rời khỏi địa điểm nói trên, di chuyển về hướng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu PCO3. Công an tỉnh Thái Bình số 411 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình trực thuộc Tổng Dự trữ Nhà nước Bộ Tài chính có chức năng trực tiếp quản lý hàng dự trữ nhà nước và thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động dự trữ nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Ngoài phòng kế hoạch và quản lý hàng dự trữ, phòng kỹ thuật bảo quản, phòng tài chính kế toán, phòng tổ chức hành chính và phòng thanh tra, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình có 5 chi cục cấp huyện, gồm chi cục Quỳnh Phụ, chi cục Kiến Hải, huyện Kiến Sương và huyện Tiền Hải, chi cục Hưng Hà, chi cục Đông Hưng và chi cục Vũ Thư. Thưa quý vị, bà Nê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vừa bị khởi tố, bắt giam do vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác quản lý, điều hành sử dụng các nguồn tài chính của Hội Nông dân thành phố Buôn Ma Thuột. Chiều ngày 24 tháng 7, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nê Thanh Phương, sinh năm 1985, Phó Chủ tịch Phường trực thuộc Hội Nông dân thành phố Buôn Ma Thuột, để điều tra về tội tham mô tài sản, theo quy định tại Điều 353 Bộ Luật Hình Sự. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến năm 2020, bà Nê Thanh Phương được giao nhiệm vụ kế toán Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Buôn Ma Thuột, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nông dân thành phố Buôn Ma Thuột, phụ trách theo dõi mạng kinh tế, ngân sách hội, theo dõi mạng văn phòng, kiêm trưởng ban kiểm tra thành hội. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Nê Thanh Phương vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính, không tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ không đầy đủ, báo cáo không trung thực, số liệu không chính xác, xâm tiêu, chiếm dụng, nắm giữ số tiền của Quỹ Hỗ trợ Nông dân trong nhiều năm và lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để rút tiền quỹ này, rút phí ngân hàng chính sách xã hội để tham ô tiền Quỹ Hỗ trợ Nông dân do ngân sách cấp cho thành phố trong các năm 2018, 2019, 2020. Bà Nê Thanh Phương cũng được lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Buôn Ma Thuột giao nhiệm vụ rút tiền, nhập tiền để nhập quỹ đơn vị theo quy định. Sau khi nhận được tiền thì bà Nê Thanh Phương đã không thực hiện nộp quỹ, không sử dụng chi cho hoạt động của đơn vị mà chiếm đoạt số tiền hơn 594 triệu đồng. Trong khi đó thì nhiều cán bộ về hưu ở Tiền Giang ôm luôn nhà công vụ. Đó là bản tin về tham nhũng. Thưa quý vị, mỗi căn nhà công vụ mà các cán bộ về hưu không chịu trả có giá hàng tỷ đồng, cho thuê mặt bằng cả chục triệu đồng mỗi tháng. Theo báo Người Lao động vào ngày 18 tháng 7, theo Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang, khu nhà công vụ này gồm 12 căn ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, được xây dựng vào năm 1991. Mỗi căn nhà có diện tích hơn 126m², được bố trí cho cán bộ công chức thuê hồi năm 94, với mục đích tạo điều kiện cho cán bộ từ huyện về tỉnh công tác có chỗ ở. Hiện trong tổng số 12 căn, có một căn là nơi làm việc của Hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, một căn cho cán bộ đang công tác thuê, 10 căn còn lại tất cả đều bị cán bộ sau khi nghỉ hưu ôm luôn không chịu trả. Tin cho biết mỗi căn nhà công vụ nêu trên có giá là không dưới 5 tỷ đồng, giá cho thuê mặt bằng từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng.